Chào mừng các em đến với tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Bài hôm nay thì cô trò của chúng ta sẽ cùng ôn lại những kiến thức để chúng ta chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ. Đây là bài của lớp 7 cho nên là chúng ta sẽ cùng ôn tập cái bài chữ trang trí. Ở phần 1 cô sẽ cho các con tham khảo các kiểu chữ trang trí mà cô đã sưu tầm. Ở phần 2 là phần thực hành để chúng ta biết cách chúng ta thực hành. Thì các bước thực hành chúng ta đã được học ở trên lớp, cho nên là cô sẽ cho chúng ta biết là chúng ta sẽ thực hành như thế nào. Mời các em cùng tham khảo một số những cái kiểu chữ, những cái mẫu kiểu chữ mà cô đã sưu tầm. Đây là những cái kiểu chữ trang trí được kết hợp với hình ảnh, và đồng thời nó cũng được thể hiện theo cách sáng tạo riêng. Và mỗi người chúng ta đều có những cái cách trang trí cũng như là sáng tạo cho mình một cái kiểu chữ theo ý thích thông qua phần tham khảo những cái mẫu chữ này. Dĩ nhiên là chúng ta không sao chép y như vậy, nhưng chúng ta có thể thay đổi, kéo dài hoặc là cho nó to ra, hoặc là thêm vào những cái hình ảnh mà chúng ta yêu thích cho phù hợp với nội dung dòng chữ mà chúng ta muốn trang. Và đây cô cũng sưu tầm thêm một số những kiểu chữ trang trí với nhiều bố cục, như là bố cục ngang, bố cục theo hình vòng cung hơi cong, hoặc là bố cục cho chữ được xếp so le lên xuống, hoặc là theo hình vòng cong chia ra kết hợp với hình ảnh, hoặc là hình ảnh kết hợp chung với chữ, hoặc là hình ảnh cũng thay thế cho một cái con chữ nào đó trong dòng chữ. Và màu sắc thì chúng ta thấy là màu sắc làm sao cho chữ của chúng ta nổi bật và hài hòa, bắt mắt. Ở phần thực hành, các em hãy sáng tạo và trang trí dòng chữ theo ý thích nhé. Và bài này chúng ta sẽ thực hành tại lớp trong thời gian là một tiết. Ở đây cô gợi ý cho chúng ta một số những cái phông chữ với nhiều kiểu chữ, với chữ phông ha. Chúng ta thấy có nhiều chữ được sáng tạo trên một cái bảng. Và chúng ta cũng như vậy, mỗi bạn chúng ta sẽ có một cái cách thể hiện kiểu chữ khác nhau. Và bên đây có gợi ý cho chúng ta về vẽ những cái chữ cái mà có kết hợp với hình ảnh để nhìn cho nó sinh động và dễ thương hơn. Ở phần hướng dẫn về nhà, cô nhắc để các em lưu ý là chúng ta sẽ hoàn thành bài vẽ kiểm tra học kỳ 2 tại lớp. Và đồng thời chúng ta cũng xem trước cho cô bài trang trí đầu báo tường. Và dụng cụ chuẩn bị của chúng ta vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4, bút, thước, màu, vân vân. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Chúc các em thực hiện bài kiểm tra với nhiều ý tưởng sáng tạo và đạt được kết quả tốt nhất. Thân ái chào các em.